phanh đang phanh chặt rồi đúng không? Thì bắt đầu là vào trái, nhả phanh và cô leo lên thôi. Cô được đường nào, còn bao nhiêu đường dưới nước là phải báo. Cô được đường nào là phải báo đường đấy. Ví dụ là cô được một đường rồi thì là hô là còn hai đường dưới nước. Nếu mà cái lĩnh béo lên tới đây là nó là hai đường trên khô ha. Còn hai đường trên bong, không phải hai đường trên khô. Đấy, hoặc là cô được thường thường là nhưng mà cô leo lên tầm hai đường thì bắt đầu là mình báo, thì đảm bảo còn một đường trên bong để trong... cho người ta còn biết, người ta còn khởi động máy, người ta nổ máy. Khi bắt đầu leo cô lên rồi nhá, bắt đầu là leo nó gần nổi lên mặt nước thì là lại phải hô báo lên buồng máy, à báo lên buồng lái đấy. Báo còn hai đường dưới nước, à leo chuẩn bị hai đường dưới nước rồi nhá, hoặc là một đường dưới nước, leo chuẩn bị lên mặt nước đấy, và leo đã cô vào vị trí đấy, là bắt đầu là trên đấy nó biết phát là nó cứ thế nó nổ máy là được đạp máy thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà cái neo nó bám chặt là còn đất quá, nó bám chặt vào cái bây giờ san hô chẳng hạn, hay cái gì nó không kéo lên thì tính sao anh? Bỏ leo. Không kéo thì chỉ có bèo bỏ thôi. Bỏ chắc. Vô phòng bon xuân á. Rồi nhắn nút gì đó, chạy nguyên cái lấy xuống luôn. Mấy con viết thì quý câu 7.000 tờ ký về chai. Mấy con viết thì mày không đi ấy. Thải phao xuống mày. Còn mang đem để hàn xí ra để cắt. Có vật trắng trắng bên này luôn. Ừ. Đây này có như bên kia kìa, là nó còn trên bong, thả bao nhiêu đường. Đây là ba đường trên khớp, ba đường trên bong. Bắt vừa lên. Vừa lên. Bây giờ nó không đi. Chấp nói cho. Anh, như ba đường ở dưới nước, mình đó mình theo đâu có làm dấu đâu anh, chui dưới biết nào nó dưới mình theo. Để sao biết. Đi. Bây giờ nhá. Thả leo, thả khi mà thả leo đúng không? Khô phải biết rồi đó. Ba đường đây, ba đường chân bong, chứ không phải khô. Quen mồm rồi chết đấy. Đây là thả xong rồi nhá đúng không? Ừ. Khi mà quan sát, tức là mình nới phanh lại. Nới phanh nó vừa thôi để cho nó xông từ từ. Khi mình quan sát được cái đường mắt béo kìa. Đấy, và cái điểm dấu đấy. À, tức là biết là thì cứ thả nó thôi. Cái đó là ba đường trên bong rồi. Ừ. Xong sao nó kịp người ta kêu thả ba đường dưới nước rồi sao. Ừ. Mình canh được tới dưới nước mình dừng lại. Sao không canh được? Thả lúc nữa. Tới đó rồi lúc nữa nhưng cái này cái đường neo này đâu phải chạy bù 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 đâu. Tới đó người đứng bên kia canh. Có người đứng kia canh chứ. Đại phó. À. Tới đó dừng rồi. Đại phó. Nói cho mình chứ sao mình đến đây mình chạy về sao nhìn thấy được. Tới mình ơi mình canh được. Mà cái này nó đâu chạy nhanh lắm đâu, lúc mà chạy tự do thì mai nó chạy dưới. Để tự do. Thả neo là người ta để tự do. Sao hoặc là nhá, khi mà bọn em thả đến đây rồi nhìn thấy rồi đúng không? Ừ. Thì là vào chém xông ra. Đấy. Xông ra từ từ thôi. Xong rồi xông ra xong phát lại phanh lại ra chém. Thế là chốt anh dao vào, đậy nắp nó neo vào. Thế là xong. Bật tơi là ấn cái này anh. Sao bật tời ấn cái ý? Cái này là để chốt phá thôi, chốt phá thôi. Cái này xong đây rồi. Này. Cảm ơn. Chưa? Nó đẩy lên nó thả, kéo lại là về. Kéo lên đây. Như con này ấy, là cái dầu này là nó cấp cho hai cái. Cấp cho cẩu và cấp cho tời. Thì khi muốn khởi động tời, phải vặn van đầu. Chịu không? Không cho lên cọc, khóa rồi, như này là đang sử dụng tời. Còn quay về như này, sẽ là sử dụng cọc. Là cắt tời. Đấy. Đây, cái đường này dẫn vào đúng không anh? Ừ, thì đây nó kiểu như cái ngã ba đường tình ấy. Ngã ba đường tình. Cái đỏ đỏ mà quay giờ bên nào là ngủ với em đó. Ừ. Mày. Cái này quay giờ đó là sử dụng cho cậu này không? Đúng rồi. Cái đỏ 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 quay giờ bên này. Tuy nó bậy nhưng mà nó dễ chết. Anh nói mới học hành nha. Nhiều ông ấy người ta nói bậy bậy thôi nhưng mà lại rất nhanh vàng. Còn những cái ông văn chương gì đấy, đéo vào vào đâu. Đúng.